Chào tiến sĩ toán học, tôi là một người rất ngưỡng mộ ông. Nay tôi muốn xác thực các giải thưởng toán học của ông là mua hay ăn cắp đáp án. Tìm số hạng thứ 100 của dãy. Ông có 1 phút. Nếu đáp án sai, tôi sẽ giúp ông nghỉ hưu sớm trong viện tâm thần. Không phải. Hết giờ. Đáp án là... Là 29.576. Nghỉ hưu vui vẻ. Không. Chắc chắn có người đã hại chồng tôi. Nghiên cứu toán học nên tôi nghĩ anh nhà bị quá tải. Bọn chúng là ai? Vào hang mới bắt được cọp. Ý anh là... Họp báo phát tin, tôi là tiến sĩ toán học. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cùng giải toán nào. Chào tiến sĩ toán học kiêm thám tử Celebrity. Hắn biết mình. Lần này ta đi trước ngươi một bước rồi. Mau thả pháp y à. Đừng vội. Giải toán thành công hoặc cả hai nằm hò. Một phút bắt đầu. Hết giờ. Tử số của M bớt đi 4, 5, 6 tương ứng mẫu số phải bớt đi 12, 15, 18. Giỏi, người làm ta thấy rất thú vị. Mau thả người. Ta sẽ thả người, nhưng ả kia thì không. Người dám nuốt lời. Ta chưa bao giờ hứa sẽ thả ả. Khử nó. Cô không sao chứ? Mau đi cứu xe lúc đi. Cởi cho anh. Chúng bay đã phạm phải một sai lầm lớn. Một nữ sinh mất tích trên địa bàn. Gia đình đã tìm khắp nơi nhưng không có manh mối. Nhanh tay. Đào mạnh lên. Thằng ấp nào kia. Ông nhỏi, phân hề. Xe mảo to. Mẹ kiếp, chúng nó theo luôn. Đứng yên. Đúng như anh suy luận, bọn chúng đang định phi tang tất cả các mảnh thi thể của nạn nhân mất tích. Bỏ ra. Giải nhất sẽ là 20 triệu cho võ sĩ vô địch. Ready, go. Yeah. Bên kia vui quá, qua xem đi. Trận tiếp theo. Có ai muốn thách đấu không? Sức đi. Để tôi. Quá tuyệt vời. Có ai dám thách đấu nữa không? Để tôi. Nhà vô địch đây rồi. Anh lên đi. Thôi về. Về nhà bố mẹ đi. Hình như đó là Sếp Lộc Huy đấy. Thì sao? Cũng chỉ là cái loại thám tử mơ bụt luôn rồi. Thằng Duy đâu ấy nhở? Chắc lại đang ngáo ảnh. Khổ, thích sống ảo lắm. Để tôi đi tìm. Mũ thằng Duy. Nạn nhân tên Duy, địa điểm là khu rừng bỏ hoang cách xa khu dân cư. Tất cả đều là nghi phạm. Lấy lời khai. Rõ. Thi thể bị biến dạng một cách rất đáng sợ, mất phần đầu. Bức ảnh được chụp cuối cùng trên điện thoại nạn nhân. Là kẻ giả dạ con người. Những ai gặp nó đều sẽ bị áo.
Về nhá. Tôi về trước đây. Về nha. Không thể nào. Nạn nhân là Đạt, người bạn thân của Duy, cùng chuyến du lịch trong khu rừng ở ngoại ô. Một thảm án liên hoàn. Thi thể vẫn bị biến dạng giống vụ án trước, bị mất phần tay. Hai trong số ba nạn nhân đã bị sát hại cùng một cách thức. Như thể họ đang bị dính một lời nguyền rất đáng sợ. Có khi nào nạn nhân tiếp theo sẽ lần lượt là một trong số chúng ta? Không thể ở yên chờ chết thế này được. Phải tìm cách phá giải lời nguyền. Phải đấy. Xin mọi người đừng quá lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ. Các ông không biết cái quái gì hết, không bắt được nó đâu, nó là người ngoài hành tinh. Hung thủ lần này liệu là người hay là một thực thể bí ẩn nào đó? Tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật. Ai đấy, cô giỏi đi ra đây. Người tiếp theo là Trung. Nạn nhân thứ 3 trong vụ thảm án liên hoàn. Thi thể vẫn bị biến dạng. Cả 3 người đều là bạn thân. Bạn thân? Mối liên kết? Tôi sợ lắm. Phải nghĩ cách phá giải lời nguyền. Hay mời thầy cúng để phòng. Hung thủ thực sự chính là cô. Do bị kỳ thị từ thuở nhỏ đã khiến cô ôm mối thù. Cô đã phẫu thuật chuyển giới để sống đúng với con người thật của mình, rồi lên kế hoạch tiếp cận trả thù. Đây là hồ sơ trước khi phẫu thuật. ADN trên mẩu thuốc đều trùng khớp với ADN có trên cả 3 thi thể. Bọn chúng xung đáng với chúng ta! Đi! Một nam sinh mất tích bí ẩn. Đoạn CCTV cuối cùng được tìm thấy. Tìm thấy một cuốn nhật ký của nạn nhân. Địa điểm nơi nạn nhân mất tích. Bên dưới hình như là một câu thần chú. Tôi sẽ đi kiểm chứng. Chính là chỗ này. Sao không thấy gì? Đúng là bịp bợm. Chào ba sống gần đây. Cậu là người đọc lời nguyền? Không phải tôi. Bị phá hủy một cách khó hiểu. Nạn nhân mặc bộ quần áo giống hệt anh. Bắt lấy hắn. Tên khốn này. Hắn đã trộm mất bảo vật gia truyền của tôi. Hắn kia rồi. Đâu rồi? Hắn là tên áo trắng. Đứng lại. Giúp tôi với. Chị không sao chứ? Tôi không sao. Nhưng tôi không cầm bảo vật đâu. Tên khô đúc đi. Hắn đang chơi đùa với chúng ta. Hướng này. Anh đã bị bắt. Nhiều người rồi. Lũ ngốc này. Đứng im. Giỏi bắn đi. Phát đi Hà. Mau bắt lấy hắn. Phát đi Hà. Bắt lấy hắn đi kìa. Thì chắc là ngôn vụt, bao vây hắn. Em đặt phòng đi, giờ mình qua luôn. Cái quái gì thế nhở? Hay là bị trúng gió? Đi nhờ xíu bạn ơi. Cái gì đây? Chờ em. Xe thì không thấy đâu, người yêu cũng tự nhiên chia tay. Cù này trước là nghĩa địa sống. Rất nhiều người trong xóm đã từng nhìn thấy một người phụ nữ nhảy múa. Truyền thuyết kể rằng đó là Sơ Bia. Ai gặp ả đều không có kết cục tốt đẹp. Sơ Bia? Tự nhiên tôi thấy đau bụng quá. Tôi sẽ đi tìm hiểu sự thật. Thằng này toang rồi. Cô gì ơi? Cùng khiêu vũ nào. Tưởng thế nào? Sợ lắm.
Kìa, con bắt rồng, lên đi. Ui giời, lại thua. Đang giành hàng. Chỗ này à? Ui, tiền. Không nhìn à? Giới trẻ bây giờ chán thật đấy. Chính là ở đây. Chìa khóa kho báu. Cái này để làm gì ta? Thôi kệ. Tiền này phát tài thật rồi. Đến đích. Kho báu đựng trong bao à? Báo mau báo cảnh sát. Không phải tôi. Chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi bị oan. Vân tay của anh trên hung khí. Con cãi à? Hung thủ thật tàn độc. Chắc chắn có uẩn khúc. Mọi chuyện giống như một sự sắp đặt. Ý anh là... Đây là một cái bẫy. Này tao thấy ngứa ngáy tay chân quá. Hôm trước tao còn thả thính em nữa. Không, không phải. Bác sẽ giúp con. Lâu rồi không gặp. Thì ra là mày. Mày muốn gì? Muốn gì à? Nguyên nhân tử vong là do tác động vật lý rất lớn vào động mạch chủ ở vùng thái dương. Cách thức ra tay tàn độc. Tài sản tư trang của Nguyên không có dấu hiệu xâm hại. Động cơ thực sự là do trả thù. Lần này chúng ta phải đối mặt với một tên sát thủ thực sự. Chỉ một chiêu thức đã lấy mạng nạn nhân, một cao thủ thực sự. Tuyệt chiêu này, ai có khả năng làm điều đó? Nó đúng là đồ đệ của tôi. Thật không ngờ. Tao chờ ngày này lâu rồi. Hung thủ sát hại Linh chính là mày. Lên! Mười năm chưa muộn. Yêu cầu tất cả lên phường. Đi phường này. Ngoan theo anh về phường. Cẩn thận. Đi. Đi. Cái giá của việc trả thù đấy. Bạn tôi mất tích rồi. Bọn tôi đang đi cắm trại trong rừng. Mọi người rất vui vẻ thì đột nhiên bị ngã xuống vực. Lúc tỉnh dậy thì không thấy Duy đâu. Duy ơi! Dù đã tìm kiếm khắp nơi. Tôi hiểu rồi. Duy ơi! Duy! Duy, bọn tôi tìm ông mãi. Đừng chạy, tôi có chuyện muốn nói. Hai cậu sao vậy? Tôi mơ bị Duy nó đuổi. Ông cũng mơ giống tôi sao? Đến nơi rồi. Bên này. Trời, Duy. Không thể nào. Hai người họ. Duy đuổi theo là muốn nói điều này cho hai cậu biết. Anh gọi xe. Anh đang làm công việc gì thế? Nhà tôi ở phía trước. Cậu tìm ai? Cháu chở. Đâu rồi? Có phải người này không? À vâng, đúng anh ấy. Nó là con trai tôi, mới mất 2 tháng rồi. Về nhà với tôi. Nhà tôi ở phía trước. Cậu tìm ai? Dạ, anh Trung có quà gửi cho hai bác. Hả? Đưa con mồi vào thế, hòng chiếm đoạt tài sản. Hai ông tỏi chuyên thả khói. Đi. Kế hoạch tinh vi đấy. Về nhà với tôi. Mời âm binh về bó gối.